ra nhá. Chuột à, tối qua đánh bẫy được thêm 3 em chuột nữa các bạn ạ. Đấy, được ba, thêm 3 con đấy nhá các bạn nhá. Làm mua cái bẫy này về đánh bẫy cũng rất là hiệu quả, ngày nào cũng được chuột. Chuột nhà mình bên này nó lắm, nhà mình chăn nuôi nhiều, có ngô, có cám, có cám thức ăn hay là chuột nó cứ hay đến ăn. Mình cứ bỏ cám với bỏ ngô vào trong này thì nó giúp vào nó ăn. Dính 3 con, hôm qua thì cũng được 1 con, ngày nào cũng thế được. Đấy, chuột. Mình sẽ quay các bạn xem này. Giờ mình sẽ mở cho chó nó sẽ săn một em nhá. Ok, mở một em nhá. Ra đây, mở một em ra đây. Em ra nào. Nào. Đấy, đấy, đấy. Một em ra, một em. Nào, cho một em ra nào. Ơ. Em ra. Im. Ra. Nào, một em chạy ra đi. Để im cho nó chạy ra một con đấy, nó chạy ra. Để cho nó chạy ra. Đấy. Ôi giời, đấy, một em. Chết rồi. Chết chưa? Đấy. Thôi để im cho nó cắn. Để im cho nó cắn đi. Để im đấy, mang ra. Cho nó cắn đi. Mang ra đây nào. Rồi. Đây, còn 2 con nữa. Để đây. Đấy, một em này. Rồi, tiếp tục lại. Mở tiếp một con nữa nhá. Nào, ra đây. Đấy. Để im cho nó ra này. Không nên chết cầm nó. Đấy, để im từ từ nó ra nhá. Từ từ, cho chạy ra. Đấy. Thôi, chạy vào đây kìa. Ôi, chạy. Thế vẫn được cả, vẫn được. Ra đi, cắt ra ngoài đấy. Cắt ra ngoài. Rồi, phi ra đây. Phi ra, đâu, cho chó ra đi. Mở cái lưới để cho chó nó nhảy ra đi. Dồn ra kìa. Đây các bạn nhé. Hai con rồi, còn một con nữa thôi. Đây nha, còn một con em này nữa các bạn ạ. Đấy. Rồi đấy. Rồi, đây xem nào. Nó cũng. Đấy, 3 con, ôi giời ơi. Nó chưa cắn. Đây, con này nhá. Chào khán giả nào. Bố, con này cũng còn sống. Còn em này nữa. Em con này. Nào. Chào khán giả đây. Đấy, đây, con này của nhà mình chuyên đi săn các bạn nhá. Giỏi lắm con này. Con này mic. Con Mickey của mình ấy. Đấy. Chuyên đi săn này nhá. Con sợ quá. Hả? Đấy, cho nó xem nào. Con sợ quá. Để con chuột con đây cho con, chó con nghe nó thử ấy. Đây. Ai, cắn luôn. Đây. Ai à, thôi. Đây. Ăn mì tôm. Ngửi đi. Không dám à. Tập quen mà đi săn đi chứ. Hết rồi nhá. Xe lớn lên. Thôi để... tối lại bẫy tiếp xem mai được con nào nữa không nha. Rồi. Chào khán giả nhá. Ok, chào khán giả đây. Chào khán giả nha. Chào khán giả đây.